Để tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng, cô sẽ thực hiện thí nghiệm như sau. Ở đây cô đã chuẩn bị một chiếc cân điện tử. Cốc có đựng dung dịch bari clorua và cốc có đựng dung dịch natri sunfat. Bây giờ cô sẽ đặt hai cốc có đựng bari clorua và natri sunfat lên trên đĩa cân. Các em hãy xác định khối lượng của hai cốc có chứa hai dung dịch trên cân. Và như các em đang quan sát, khối lượng của hai cốc có chứa hai dung dịch là 134g. Bây giờ cô sẽ đổ natri sunfat vào dung dịch bari clorua. Các em hãy quan sát hiện tượng ở trong cốc có đựng bari clorua khi hai chất tiếp xúc với nhau. Và như các em đang quan sát, khi cô cho natri sunfat tiếp xúc với bari clorua có hiện tượng kết tủa màu trắng do bari sunfat được tạo thành. Và các em quan sát khối lượng của sản phẩm sau khi phản ứng kết thúc. Khối lượng ở trên cân đang chỉ ở vạch số 134. Từ kết quả thí nghiệm, các em hãy so sánh tổng khối lượng của các chất trước và sau phản ứng.